Video nào mình cũng nói nhiều tới mức mà mấy bạn lúc nào cũng tua qua cái khúc này, đó là về vấn đề like, share, subscribe và comment. Ok, nếu mà bạn thấy video này mà các bạn không lấy lại tầm hay những item không phù hợp thì hãy like, share, subscribe, bật cái chuông lên để không bỏ lỡ những item tiếp theo, những item có thể đẹp hơn hoặc phù hợp hơn hoặc dễ hơn á. Chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn lấy một số vật phẩm Free UGC Limited ha. Rồi đầu tiên chúng ta có cái chai nước này, số cái bi 40.000 cái, lấy rất là dễ luôn. Cỡ 20 phút là lấy được ha. Giá thị trường nó hiện đang là 50 Robux. Ok, nó nằm trên da ha. Rồi tiếng thì mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi tiếp theo chúng ta có cái tóc nam trắng này. Ok, nhìn nó cũng được đi. Rồi mình nghĩ nó sẽ khá là phù hợp với skin của nhiều bạn á. Rồi tiếp theo chúng ta có một item khác cũng rất là dễ luôn nè. Đó chính là cái bộ đồ hot dog này ha. Rồi ok, khá là đẹp, với lại meme dành cho mấy bạn nào mà thích mấy cái bộ đồ cosplay á. Rồi tiếp theo chúng ta có cái tóc nữ, lấy cũng hơi khó nha. Rồi nhưng mà nếu mà bạn có hứng thú với tóc nữ màu hồng thì đây là một item dành cho bạn. Rồi tiếp theo chúng ta có một item nhưng mà hiện tại game đang bảo trì rồi ha. Nhưng mà tí nữa mình sẽ hướng dẫn game để các bạn tự check hỗ trợ một phần luôn, nào đó luôn. Rồi ok, đầu tiên thì để lấy được cái bộ đồ hot dog đi thì bạn vào tự game này ha. Rồi bấm vô cái UGC ở dưới, các bạn sẽ được thấy một cái list nhiệm vụ nè. Rồi các bạn bấm vô let's go. Rồi các bạn sẽ được dịch chuyển tới chỗ làm nhiệm vụ. Rồi ok, nhiệm vụ bạn nó chính là gì? Đó chính là nằm trong top 750 của bảng xếp hạng. Cái bảng xếp hạng này nó sẽ được reset mỗi ngày. Là kiểu các bạn chơi cái này, cái trò chơi tên là nhặt xúc xích á. Ừ, các bạn nhặt càng nhiều thì bạn sẽ được tăng cái hạng trong bảng xếp hạng á. Và bạn nằm trong top 750 thì bạn sẽ được cái UGC này. Và mỗi ngày nó sẽ reset một lần ha. Các bạn xếp hạng này nó sẽ reset một lần. Và nếu mà bạn trong hôm nay bạn không được top thì hôm sau bạn hay trở lại và bạn tiếp tục. Rồi ok, nói chung thì cứ bấm vào join ha. Sau đó các bạn sẽ được dịch chuyển tới cái mini game là đi lượm xúc xích nè. Rồi cứ đi vòng vòng rồi lượm thôi. Càng lượm nhiều thì cái hạng của bạn càng tăng cao. Thật ra thì trò chơi không hẳn là lúc nào cũng đang bắt đầu nha. Các bạn vào một lúc rồi đó thì phải đợi. Nếu mà nó không bắt đầu thì các bạn phải đợi một lúc, đợi nó bắt đầu rồi bạn mới tham gia được. Rồi sau một khoảng thời gian chơi thì trò chơi sẽ kết thúc, rồi các bạn cũng phải đợi một lúc rồi nó mới bắt đầu lại ha. Rồi cứ lặp đi lặp lại mấy cái bước nhặt xúc xích vậy thôi. Nếu mà bạn giống mình trong màn hình á, các bạn thấy xúc xích mà nhặt mà không có tính á thì bạn thoát ra vào lại ha, tại vì game nó chưa load xong á. Rồi ok, mình mới thoát ra vào lại rồi nè. Rồi nói chung thì nhặt này cũng nhanh thôi. Nói chung nhặt một cái xúc xích vậy là nó đã cho các bạn rất là nhiều điểm trên bảng xếp hạng rồi ha. Rồi ok, tiếp theo để lấy được cái tóc trắng thì bạn vào tự game này. Bây giờ phương pháp ra ngoài chém lộn không còn là một phương pháp khả quan nữa. Tốt nhất bạn nào muốn treo máy á thì vô AFK Rim ha. Còn mấy bạn nào mà muốn kiểu rủi ro một xíu nhưng mà kiếm được nhiều điểm thì cứ ở yên đây. Một giây ở yên cái vùng đất này thì bạn sẽ được một điểm. Còn ra ngoài thì có mấy cái vùng với lại mấy cái bong bóng mà các bạn có thể nhặt thêm á để các bạn được thêm điểm nữa. Và có mấy cái quest các bạn có thể làm thêm nữa. Còn AFK Rim á thì khi mà bạn treo máy thì nó sẽ cho bạn nhiều điểm hơn khi mà treo máy ở cái vùng thường này. Rồi ok, UGC thì bạn mua trong đây có rất là nhiều cái kiểu item ha. Trò này hiện tại thì đang rất là nhiều tóc á nên mấy bạn cũng nói chung là nên đầu tư thời gian farm. Rồi để lấy được cái tóc hồng thì bạn vào tự game này. Rồi trong đây có hai đơn vị, đó chính là spin với may mắn. May mắn thì bạn follow bao nhiêu đó người admin, join bao nhiêu đó group thì bạn sẽ được tăng mấy cái tỷ lệ để spin chúng item ha. Rồi còn spin thì cứ mỗi một khoảng thời gian nó sẽ cho bạn spin. Spin thì sẽ có tỷ lệ trúng 1 trong 4 item hiện đang có mặt trong game. Và thường thì chắc chắn là sẽ không ra gì rồi. Rồi ok, trong trường hợp mà bạn may mắn bạn trúng thì bạn bấm vào túi đồ. Rồi nó sẽ hiện lên như thế này. Màu xanh là dùng để claim item, màu tím là dùng để tặng item cho người khác, và màu hồng là dùng để bán item ha. Mỗi ngày đăng nhập vô bạn sẽ được thêm quà nữa. Với lại sau một khoảng thời gian chơi với làm nhiệm vụ thì bạn sẽ được thêm một số lượng spin nữa ha. Ok, nói chung đó là những điều bạn cần biết thôi. Rồi để lấy cái chai nước núp thì còn dễ hơn nữa. Các bạn vào game rồi chọn Tokyo Street là cái map đầu tiên á.
Rồi trò này giống mấy trò simulator ha, các bạn đi vòng vòng xong rồi sử dụng mấy cái đồ vật xung quanh bạn để hạ gục những cái quái vật trên đường á, các bạn sẽ được tiền và lấy tiền để dùng để mở thêm mấy cái đồ vật khác xịn hơn để gây ra nhiều sát thương nữa. Rồi cứ lặp đi lặp lại vậy. Rồi ok, các bạn có thể thấy là sau khi kiếm được tiền thì bạn sẽ được đi qua những map khác nhau, dùng cái tiền đó để mở rộng mấy cái map ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi hẳn tới cái chỗ để clam chai nước luôn, nó hình như là ở cỡ map thứ ba thứ tư gì đó. Rồi đây, sau khi mà bạn đi qua cái map cái sông thì bạn sẽ tới được cái khu vườn hoa anh đào. Và tại đây thì bạn sẽ thấy được có một cái chỗ để clam cái chai nước nè. Rồi sau khi clam thì bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong photo của bạn ha. Về cái khăn che mặt á, thì hiện tại tựa game nó đã bị khóa rồi ha. Nó kiểu liên quan tới một cái tựa game kiểu giống như spin thôi. Các bạn sẽ spin và sẽ có tỷ lệ nhỏ là trúng hai tầm. Rồi, nói chung thì đó là những điều bạn cần biết về tựa game này. Video trước cũng có một item đang trong tựa game bảo trì nữa, nên nói chung thì nếu mà mấy tựa game này mở lại thì mình sẽ đều thông báo hết ha. Rồi mấy bạn cứ ở đó mà chờ thôi. Rồi ok, chúc các bạn may mắn.